Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Mạnh, mình là học viên của thầy Hoàng Tú. Thì trước giờ thì mình cũng rất là đam mê môn tennis. Tuy nhiên là thời gian gần đây thì khi mà biết đến thầy Tú thì mình có tham gia cái khóa học cơ bản của thầy Tú. Thì trong 20 buổi, thì sau 20 buổi thì mình đã có đầy đủ những cái kiến thức cơ bản và những cái kỹ năng đánh về forehand, backhand, về những cú shot. Thì thầy Tú dạy thì mình cảm thấy là rất là dễ hiểu và rất là tận tâm từng cái động tác kỹ thuật, về nhịp điệu, về cơ thể và về cả những cái bước chân nữa, thì nó rất là chi tiết và cụ thể. Mình nghĩ là nếu các bạn đang học tennis, đã từng học và chưa đúng kỹ thuật thì nên tham khảo những cái video của thầy Tú, cũng như là có thể liên hệ với thầy Tú để có thể tham gia những cái khóa học của thầy đó, để các bạn có thể có một cái kỹ năng chuyên nghiệp hơn, và chúng ta có thể giao lưu có những cái động tác vừa đẹp và có thể đánh với các đối thủ có thể luyện tập từ rất lâu rồi. Cảm ơn các bạn vì đã nghe chia sẻ của mình. Xin chào các bạn.